Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall chi tiết ở phần sau video. Đây là loạt phim nói về những vụ án ly kỳ của thám tử đại tài Sherlock Holmes nhưng được đặt ở bối cảnh hiện đại, được khắc họa bởi Benedict Cumberbatch, Martin Freeman và cái tông màu đần nhất mà nhân loại từng sử dụng. Tập 1 là rip-off của cuộc điều tra màu đỏ hay còn được gọi là chiếc nhẫn tình cờ. Câu chuyện bắt đầu kể từ khi bác sĩ Watson trở về từ chiến trường mang theo một loạt những vết thương tâm lý sau chiến tranh. Anh tìm đến bác sĩ tâm lý và bác sĩ tâm lý đã thành công trong việc khiến anh nghèo hơn và vì nghèo quá nên là anh cần tìm chỗ để ở ghép thế là anh được một người bạn giới thiệu với sherlock holmes người lúc này đang dành thời gian vàng ngọc của mình để mà quật roi vào xác chết và cũng đang đau đầu về việc cần người che tiền nhà bằng một cái đảo trong mắt holmes đã biết bác sĩ watson là cựu quân nhân vừa mới giải ngũ có cái chân khập khiễng nhưng chỉ là vấn đề tâm lý chứ không phải thương thật thật sự và có cả một ông anh không hợp tính khỉ thật làm sao mà anh có thể biết tất cả những điều đó anh xem tarot à? Anh có đoán được cả màu xịp của tôi không? No. Và tôi không xem tarot. Không. Là đen. Đúng là anh không xem tarot hả? À? Tôi đang nói về mặt trong cái quần xịp. Anh đúng là đã xem tarot. Watson chưa kịp hỏi gì nhiều thì Sherlock Holmes đã bỏ đi. Chỉ để lại địa chỉ nhà nằm ở 221B phố Baker. Watson cân nhắc một hồi, sau đó đồng ý tới xem căn hộ. 7 giờ tối tại 221B phố Baker, bác sĩ Watson tới như đã hẹn bà chủ nhà hudson thấy anh tới thì rất vui vì mãi mới có người dọn vào ở cùng cái chuồng lợn mà holmes gọi là nhà căn hộ ngổn ngang những chai lọ thủy tinh chứa nhiều thứ chất hóa học một cái đầu lâu những vật phẩm và đồ đạc kỳ lạ nằm lung tung theo một cách bài trí mà hẳn là sẽ làm thái công sôi máu đây là những thứ anh cần để xem tarot ư ừ. tôi đã bảo là tôi không xem tarot thế sao anh biết tôi là cựu binh và có anh trai holmes không trả lời vì một chiếc xe cảnh sát vừa dừng bánh trước cửa căn nhà số 221B và cùng với đó là sự xuất hiện của thanh tra Lestrade. Ông mới đến đây để tìm sự giúp đỡ. Chuyện là cảnh sát London đang phải đối mặt với những vụ tự tử xảy ra liên tiếp gần đây, cả ba nạn nhân đều chết với cùng một chất độc. Nói đến đây thì trẻ con cũng nhận ra đây là một vụ giết người hàng loạt, nhưng hiện trường lại không hề có dấu vết của hung thủ, nên là cuộc điều tra đang dần đi vào ngõ cụt. Đã thế, vụ tự tử thứ tư lại vừa xảy ra với tình tiết giống y hệt ba vụ trước. Thanh tra Lestrade đành phải tìm đến Sherlock Holmes nhờ cậy sự trợ giúp. Ông vừa mới rời khỏi phòng, Holmes nhảy cẫng lên vì vui sướng và nhanh chóng đến hiện trường vụ án tiện rủ luôn bác sĩ watson đi cùng bị thúc đẩy bởi sự tò mò bác sĩ watson nhảy lên chiếc taxi cùng với holmes và hỏi dồn người bạn cùng phòng mới tại sao holmes lại biết watson là cựu binh và biết về cái chân của anh và về cả ông anh của anh nữa sherlock holmes bèn lên tiếng giải thích về cách anh nhìn ra mọi thứ cũng như công việc mà anh đang làm một thám tử tư vấn tên gọi mỹ miều của thám tử tư nhưng mà không đi rình mò mấy ông chồng ngoại tình Trừ khi vụ đấy thú vị, anh là người mà sở cảnh sát sẽ outsource khi họ bế tắc và tất cả những gì anh biết về bác sĩ, anh có được qua suy luận. Holmes chú ý tới bác sĩ Watson ngay từ khoảnh khắc mà anh bước vào phòng. Cách cư xử chứng tỏ anh là một bác sĩ trong quân đội, vừa mới trở về từ quân ngũ. Còn về ông anh thì Holmes suy luận ra được từ chiếc điện thoại của Watson Một chiếc điện thoại đắt tiền Trong khi Watson thì túng đến nỗi phải đi ở ghép Vậy hẳn nó phải là đồ cũ của một ông anh đem tặng lại Cổng cắm sạc có nhiều vết xước Tức là chủ cũ đã cắm sạc khi không tỉnh táo Nhiều khả năng là nghiện rượu Watson đang phải chật vật tìm phòng thay vì nhờ vào anh trai Chứng tỏ là Watson không yêu thích người anh trai này lắm Và khi bỏ qua quá trình suy luận Chỉ nói ra kết quả thì ta có một anh bác sĩ mắt chữ A mồm chữ O đang chuẩn bị trở thành bạn cùng phòng với cả Holmes tại hiện trường giám định hiện trường đang làm tốt nhiệm vụ của mình tỏ ra vô dụng một cách có chủ đích nạn nhân lần này là một người phụ nữ mặc cả cây màu hồng nằm sóng xoài trên sàn Sherlock Holmes đảo qua một lượt, xem xét cái xác và rút ra được rằng đây là một khách du lịch từ Cardiff, có cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, có một vài người tình và nạn nhân còn để lại một vài ký tự trên sàn trước khi chết, ra chè, mà trong tiếng Đức thì có nghĩa là báo thù. Anh nghĩ sao bác sĩ Watson? Hmm, người phụ nữ này đã chết, Ồ oh, tôi thấy anh tận dụng tốt kỹ năng học được ở trường y đấy Đoàn tàu suy nghĩ chạy chạy các thứ Holmes tìm ra được mấu chốt vấn đề Tất của cô ta có những vết bắn Tức là cô ta đã kéo theo một chiếc vali khi đi du lịch Nhưng nó đâu? Cảnh sát bảo là chả có cái vali nào quanh đây cả Vậy thì Holmes phải đi tìm nó Bỏ lại bác sĩ Watson tại hiện trường Trên đường trở về nhà Bác sĩ Watson liên tục gặp những hiện tượng lạ nhưng thay vì chú nói tiếng việt thì lại là những bốt điện thoại liên tục reo anh đi đến đâu nó reo đến đấy watson mẹn thử bắt máy và ở đầu dây bên kia giọng một người đàn ông gắt lên yêu cầu anh lên chiếc ô tô đỗ cạnh đó hắn còn nói rằng nhất cử nhất động của anh đều đang bị theo dõi qua hệ thống camera thành phố không có sự lựa chọn watson lên xe và được đưa tới một căn nhà kho nơi một người đàn ông đang đứng chờ sẵn hắn tự nhận mình là kẻ thù số 1 của sherlock holmes và khuyên bác sĩ watson hãy biết khôn hãy cộng tác với hắn và báo cáo cặn kẽ cho hắn xem sherlock holmes đang làm gì Dĩ nhiên là hắn cũng sẽ trả công hậu hĩnh. Đủ để bác sĩ Watson tha hồ đi mua áo polo của 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên gian Shopee Mall. Làm từ chất liệu cá sấu thoáng mát, dễ chịu và chống nhăn tuyệt đối. đã thế lại còn là áo trơn với hai màu đen trắng cơ bản, cực dễ để phối đồ với đủ kiểu phong cách khác nhau, phù hợp với gần như mọi trường hợp mà bạn cần mặc áo. Bạn đang cần một chiếc áo để tung tăng ngày hè, bạn đang cần một chiếc áo để đi chơi với người yêu, bạn đang cần một chiếc áo để đi làm mỗi ngày, bạn đang cần một chiếc áo để mặc chỉ với 189k bạn đã có cho mình một chiếc áo polo không thể nào mà ưng ý hơn với chất lượng cực kỳ ngon so với tầm giá. Linh mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Đứng trước người có thể thao túng camera cả thành phố, Watson làm điều mà một người thông minh đủ để làm bác sĩ sẽ làm, từ chối lời đề nghị. Hắn ta nghe vậy thì cũng chỉ lặng lẽ bỏ đi, để lại bác sĩ Watson với những dòng suy nghĩ miên man rằng má bây giờ lại phải gọi Uber để về nhà. Đến đây thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Holmes vừa nhắn gọi anh về nhà, kèm theo lời cảnh báo có thể nguy hiểm. Nghe vậy, bác sĩ Watson trở về, cầm theo khẩu súng quen thuộc, nhưng về đến căn hộ số 221B thì lại chỉ thấy Sherlock Holmes đang nằm đó với ba miếng rán nicotine. Anh gọi bác sĩ về chỉ để mượn điện thoại và gửi tin nhắn. Bác sĩ Watson bèn kể lại cuộc đụng độ với kẻ lạ mặt vừa xong. Holmes nghe sơ đã biết người ấy là ai, nhưng mà ngạc nhiên thay, anh có vẻ không để tâm lắm. Quay trở lại với vụ án, câu chuyện bắt đầu dễ sang một hướng khác bởi vì Holmes vừa tìm được chiếc vali của nạn nhân. Sau khi lục tung các thùng rác trong khu vực, trong này chứa gần như toàn bộ thông tin liên hệ của nạn nhân, Tuy nhiên, chiếc điện thoại của nạn nhân thì lại không thấy đâu. Đoan chắc là hung thủ đang giữ nó. Holmes lấy điện thoại của Watson, gửi tin nhắn đến số của nạn nhân để hẹn gặp hung thủ. Cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Holmes cùng Watson xuống phố, cả hai tạt vào một nhà hàng đối diện điểm hẹn và chờ sẵn. 15 phút trôi qua và vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lúc họ nói chuyện, một chiếc taxi xuất hiện và đỗ lại. Đỗ thì rõ lâu nhưng mà lại không thấy ai lên hay là xuống xe. Holmes cùng Watson vội tiếp cận chiếc xe. Chiếc xe thấy họ tới thì cũng nổ máy bỏ chạy. Hai người đàn ông vội đuổi theo, nhưng dù Holmes thuộc bản đồ hơn cả Google Maps, họ vẫn bị chiếc xe cắt đuôi. Sherlock Holmes tỏ rõ sự thất vọng, trái lại, Watson tỏ ra khá là thích thú, đến nỗi quên cả cây nặng ở nhà hàng. Khi họ trở về nhà, thành Charles Lestrade đã ở đó cùng các nhân viên. Ông đã phát hiện ra Holmes tìm được chiếc vali của nạn nhân. Tuy nhiên, Lestrade không phải chỉ đến để mà xáo trộn cái chuồng lợn này. Ông còn mang đến cho Holmes một thông tin quan trọng. Chữ ra che được nạn nhân để lại trước lúc chết là để chỉ đứa con gái quá cố của cô ta, Rachel. Nhưng tại sao? Đây có thể là manh mối khó lý giải nhất từ lúc bắt đầu đến giờ. Từ việc chiếc điện thoại ở chỗ hung thủ cho đến chiếc vali có gần như toàn bộ thông tin của nạn nhân và giờ là tên đứa con gái đã chết, tất cả nó lên điều gì? Sau khi não render xong, cuối cùng Sherlock Holmes cũng tìm được câu trả lời chiếc điện thoại không hề bị đánh cắp mà chính tay nạn nhân đã cố tình để lại chỗ hung thủ nó có thể giúp cảnh sát mò ra địa chỉ của hắn nhờ vào địa chỉ email ghi trên chiếc vali với mật khẩu là tên người con gái đã mất của cô ta rachel nhiệm vụ còn lại là ngồi chờ phần mềm gps xác định vị trí hung thủ quá xuất sắc Nhưng mà quái lạ GPS xác định vị trí chiếc điện thoại nằm ngay số 221 B phố Baker Có nghĩa là hung thủ đang ở đây Đúng lúc này một người đàn ông tự xưng là tài xế taxi của Holmes bước vào Thông báo rằng xe của anh đã tới Holmes biết ngay hắn là ai Và muốn một mình đối chất hắn Nên là anh diễn theo vở kịch nho nhỏ của hắn Một mình ra ngoài Hung thủ là một ông già Và lão đến đây với hai offer Một là thám tử có thể gọi cảnh sát Nhưng sẽ không bao giờ biết được lão giết người bằng cách nào Hai là anh đi theo lão Và mọi thắc mắc sẽ được giải đáp như một thám tử thông minh có nghiệp vụ và kinh nghiệm holmes đặt mình vào nguy hiểm để thỏa mãn tính tò mò anh được đưa đến một trường đại học vắng người và tên sát nhân giữ đúng lời hứa hắn bắt đầu giải thích cách gây án hắn lấy ra hai chiếc lọ y hệt nhau chứa hai viên thuốc y hệt nhau nhưng một trong hai có chứa chất độc chết người và phần hay nhất là đây bất kể sherlock holmes chọn uống lọ nào tên sát nhân sẽ uống lọ còn lại xác suất sống là 50 50 nhưng mà nếu không thỏa mãn với tỷ lệ đó thì hắn có súng nè xác suất 100 phần trăm không cần phải suy nghĩ đó cũng là cách mà hắn bắt các nạn nhân phải uống thuốc độc giờ thì câu hỏi đặt ra là tại sao người đàn ông này lại làm như vậy Holmes nhanh chóng tìm ra ông ta mắc bệnh nan y gần chết và việc giết người part time này mang đến cho ông ta một khoảng cách xù nhưng mà được chi bởi ai holmes tự hỏi lão già hối thúc holmes chọn lọ thuốc cho mình nhưng anh đã sớm nhìn ra cái súng kia là đồ giả và từ chối uống thuốc lão già đâu có bỏ cuộc dễ dàng như vậy lão bỏ holmes là cậu sợ à thế là holmes quay trở lại cuộc chơi anh khao khát một cuộc đấu trí đã quá lâu rồi cái lọ mà lão chia cho anh là lọ có độc hay là không holmes tò mò muốn biết rồi khi anh chọn một lọ và chuẩn bị uống thì đoàn Bác sĩ Watson đã theo tín hiệu GPS mà tới trường đại học. Đến đúng lúc Holmes chuẩn bị uống lọ thuốc, anh vội bán tên sát nhân từ tòa nhà đối diện và biến mất trước khi Holmes phát hiện ra. Lão giả lái taxi thoi thóp những hơi thở cuối, chuẩn bị mang theo tất cả những bí mật xuống địa ngục. Holmes cố tra hỏi về kẻ đã trả tiền để lão giết người và nhận lại được một cái tên, Moriarty. Khi cảnh sát tới thì lão giả đã chết. Sherlock Holmes ngồi bần thần nghĩ lại những việc đã xảy ra. Đây không chỉ là một vụ giết người đơn thuần, có quá nhiều thứ cần lời giải đáp và kẻ nào đã nổ phát súng cuối cùng đấy. Với khoảng cách đó thì chắc chắn không phải là thuộc hạng xoàng, hẳn là phải có kinh nghiệm trong việc dùng súng đang suy nghĩ thì bác sĩ Watson xuất hiện trong tầm mắt đấy là câu trả lời đấy nhưng Holmes quyết định sẽ không tố cáo người bạn cùng phòng vì bác sĩ vừa cứu anh khỏi chính sự ngớ ngẩn của anh cả hai giờ bước ra về thì kẻ bí ẩn mà bác sĩ Watson gặp lúc trước xuất hiện Sherlock Holmes biết chính xác đó là ai kẻ thù không đội trời chung và cũng là anh trai của anh Mycroft người đang làm việc trong triều đình vậy là thắc mắc của Watson trước giờ đã được giải đáp không có mối nguy hiểm nào ở đây cả tất cả chỉ là những trò đùa trẻ con giữa anh em nhà Holmes nhảy sang tập 2, hãy cùng đến với Ripoff của những hình nhân nhảy múa. Sau một thời gian ở cùng nhau, bác sĩ Watson đã trở thành một cộng sự đáng tin cậy, sát cánh với Holmes trong nhiều cuộc điều tra. Một trong số đó là vụ án xảy ra tại ngân hàng thành phố. Nói là vụ án thì cũng không chính xác lắm, vì đây chỉ là một vụ đột nhập không rõ chủ đích của hung thủ. Hắn chỉ đột nhập vào, vẽ vài ký tự kỳ lạ trên tường rồi rời đi. Ngân hàng mặc dù không mất mát gì, nhưng đây quả thực là một lỗ hồng bảo mật lớn. Cho nên là giám đốc ngân hàng sẵn sàng chi một khoản không nhỏ để mà Sherlock Holmes tìm ra lỗ hồng đó anh ta lôi ra một tờ xét 6 số Holmes bảo thôi làm vì đam mê chứ tiền bạc cái gì Bác sĩ Watson bảo thôi Holmes đùa đấy Úi he he tờ xét này ghi số tiền nhà nửa năm nè xin cảm ơn xin cảm ơn Holmes thì giờ đã đi loanh quanh ngân hàng và xăm soi từng chi tiết Bác sĩ Watson thì vẫn như mọi khi quan sát tất cả và không hiểu mô tê gì Được một lúc thì Holmes đưa ra kết luận Những ký hiệu đó gửi tới một nhân viên giao dịch tên là Van Koon bộ đôi bèn tìm tới địa chỉ của Van Kun nhưng bấm chuông thì không có ai trả lời và cửa thì bị khóa ngoài. Nhưng liệu nhiêu đó có đủ để ngăn chặn thám tử đại tài? và cua! Và thế là Holmes vào được nhà và phát hiện ra chủ nhà là ông Van Kun đã chết. Trên đầu nạn nhân có thêm một cái lỗ, khẩu súng thì nằm lăn lóc, cửa thì được khóa trái, vết đạn bắn thì nằm ở thái dương bên phải, mà nạn nhân thì lại là người thuận tay trái. Thế là đã hội tụ đủ những yếu tố của một vụ án mạng trong phòng kín. Holmes về nhà và suy ngẫm trong khi mới CGI rẻ tiền sẽ trước mặt anh chưa lần ra được thủ phạm lẫn cách gây án thì vụ thứ hai đã xảy ra lần này là một nhà báo anh ta bị giết ngay trong chính căn phòng của mình tình tiết giống y hệt vụ van Kun khóa trái cửa căn phòng trên tầng 4 tuy nhiên chi tiết khiến Sherlock Holmes thực sự chú ý đó là quyển sách ở bậc thang cuốn sách được nạn nhân mượn vào ngày bị giết hại tới thư viện, Holmes tiếp tục phát hiện ra ký hiệu kỳ lạ xuất hiện ở ngân hàng lúc trước, nay lại có mặt trong thư viện. Chìa khóa của vụ án đã được tìm ra, nhưng mà ổ khóa ở đâu thì không biết, vì ý nghĩa của những ký hiệu kia vẫn chưa được giải mã. Quá bí, Holmes tìm đến một nghệ sĩ vẽ bậy đường phố, nhưng mà anh này cũng chẳng biết những ký hiệu kia có nghĩa là gì. Ở một diễn biến khác, tại bảo tàng thành phố, một vụ án bí ẩn cũng vừa xảy ra với sự biến mất khó hiểu của nhân viên tên là Sulin. Một người đam mê cổ học như cô lại đột nhiên xin nghỉ việc ở bảo tàng mà không rõ lý do. Liệu có mối quan hệ nào giữa hai vụ án? Câu trả lời là có. Hôm sẽ là người liên kết mọi thứ lại với nhau. Khi mọi dữ kiện gần như đã được dùng hết, Watson đột nhiên nhớ ra cuốn nhật ký của Van Hul để lại trước khi chết, thứ ghi lại lịch trình công tác của anh ta. Tại sao không ai nghĩ đến nó ngay từ đầu mà lại để dành đến tận lúc này? bởi vì thế mới câu được thời lượng phim nhưng mà tóm lại thì cuốn nhật ký ghi lại toàn bộ hành trình của Van Kun từ lúc đi Trung Quốc đến lúc trở lại London sau khi rời Trung Quốc anh ta lập tức mang một kiện hàng đến khu phố người Hoa ở ngoại ô cả hai được dẫn tới một cửa hiệu bán đồ tàu tất cả đồ gốm ở đây đều có những ký hiệu kỳ lạ đến đây thì ký hiệu kỳ lạ kia đã có lời giải đó chính là cách đánh số thứ tự của người Hàng Châu tuy nhiên lại có một vấn đề khác Holmes đột nhiên để ý tới ngôi nhà bên cạnh cửa hàng có vẻ như chủ nhân của nó đã biến mất khá lâu đó là nhà của Sulin liệu đây có phải sự trùng hợp không? Phải đột nhập mới biết được, cơ mà Holmes không phải là người đầu tiên lẻn vào nhà của Sulin, mà có vẻ kẻ nào đó đã đến đây sục sạo trước. Không những thế, hắn còn chưa đi mà còn đang lẩn trốn trong nhà. Sherlock Holmes rơi vào nguy hiểm, anh bị một gã to lớn dị thường tấn công và may mắn lắm mới thoát chết được. Nhờ vào bức thư của người đồng nghiệp Sulin để lại trước cửa, cả hai tới viện bảo tàng nơi Sulin làm việc và biết gì không, ký hiệu kỳ lạ kia lại xuất hiện kể cả ở đường dây nơi có nhiều người qua lại nhưng mà Holmes cần Sulin chỉ mình cô mới có thể giải mã được những ký hiệu này và việc tìm cô thì cũng không khó lắm vì cô tối nào cũng lẻn vào bảo tàng vuốt ve mấy cái ấm trà Sulin đồng ý giải mã những ký hiệu kỳ lạ kia và cô còn tiết lộ tổ chức mà cô đang làm việc có tên là Hắc Liên một tổ chức buôn lậu xuyên quốc gia chuyên tuồn cổ vật từ Trung Quốc sang Châu Âu trong khi cô chép cách giải mã những ký hiệu thì đèn bỗng vụt tắt ú hòa à, một kẻ khả nghi xuất hiện và ám sát Sulin Sherlock Holmes nói về đường dây Hắc Liên với cảnh sát nhưng mà họ không tin cho đến khi anh đưa ra bằng chứng cả hai nạn nhân đều mang một hình xăm giống nhau ở gót chân. Có hai trường hợp xảy ra, họ đều đến Trung Quốc và xăm ở cùng một tiệm hoặc là họ cùng làm cho một tổ chức tội phạm nào đó. Cảnh sát đành phải tin vào lập luận của Holmes và cho phép anh và Watson điều tra thoải mái. Theo lời của Sulin đã nói, thì đống mật mã liên quan đến một cuốn sách, cuốn sách mà tất cả mọi người trong tổ chức đều có. Cả hai dành cả đêm để mò kim đáy bể nhưng mà những cái hóa đơn sẽ không tự trả cho chính nó. Bác sĩ Watson buộc phải rời khỏi Holmes và đi tìm việc, một công việc đúng chuyên môn bác sĩ, cơ mà làm thì ít mà tán tỉnh cô đồng nghiệp Sarah thì nhiều. Watson dù có đi xem xiếc nhưng cuộc tình còn chưa chấm nở thì Holmes đã xuất hiện, anh theo dấu manh mối kiểu gì đó, lại đến đúng chỗ hẹn hò của ông bạn, mặc kệ Watson và Sarah. Sherlock Holmes một mình đột nhập vào trong, xong bị úp sọt, khiến cả ba rơi vào nguy hiểm. Một tên trong gánh xiếc tấn công Sherlock Holmes, Watson và Sarah thấy thế cũng nhảy vào ứng cứu. Thật may là không có ai bị thương, trừ cái tên trong gánh xiếc họ sau đó trở về đối chiếu tủ sách của hai nạn nhân đầu tiên họ phải tìm ra cả hai có chung quyền nào và sau đấy phải kiểm tra nội dung quyền đó tuy nhiên cả hai đã có thêm sự trợ giúp của sarah mặc dù là hỏi hơi nhiều nhưng cô đã giúp sherlock holmes tìm ra mấu chốt của vấn đề đống mật mã đã được giải và đó cũng là lúc mà tổ chức tội phạm kia ra tay người bọn chúng nhắm đến là sherlock holmes tuy nhiên chúng lại bắt nhầm bác sĩ watson cô bạn gái dĩ nhiên cũng bị vạ lây Sarah và Watson đối mặt với màn tra tấn của những pháp sư Trung Hoa, nhưng mà thật may là Sherlock có mặt vừa kịp lúc và được theo sau bởi cảnh sát. Cặp đôi trẻ được cứu kịp thời, nhưng tên cầm đầu thì đã kịp trốn thoát. Lần theo những manh mối còn sót lại, Holmes cũng tìm ra được tung tích của chiếc châm cài trị giá 9 triệu bảng, thứ mà những kẻ trong tổ chức buôn lậu kia ra sức tìm kiếm. Thủ phạm chính là Van Kuhn, người trở về sau chuyến buôn lậu từ Trung Quốc và tiện tay thó các châm cài, mang nó tặng cho trợ lý kiêm người tình của mình. Cả Van Khun và người tình đều tưởng nó chỉ là một chiếc châm cài tóc bình thường và cô trợ lý thì đã đeo nó suốt thời gian qua mà không biết giá trị thực sự của nó. Tập 3 mang tên The Great Game là rip off của năm hạt cam khu. Trong tập phim này, Sherlock Holmes sẽ đụng độ kẻ thù lớn nhất của mình, giáo sư James Moriarty, người mà trong phim này thì nhìn cringe bỏ mẹ. Kể từ sau vụ án những ký hiệu bí ẩn, không có vụ nào thực sự làm Sherlock Holmes hứng thú. Trong khi bác sĩ Watson thì vẫn đang đắm chìm trong tình yêu với cô đồng nghiệp thì Holmes đang chán nản, sống giặt dẹo qua ngày say no more homie minecraft ghé thăm với một cái job mà anh không thể từ chối điều tra về cái chết của một nhân viên chính phủ tên là joe chiếc thẻ nhớ chứa thông tin tối mật mà anh ta giữ cũng đã bị đánh cắp nhưng với cái tôi to gần bằng công điện buckingham holmes tỏ vẻ bận rộn và từ chối nhưng đó không phải là offer duy nhất phía cảnh sát lại có biến một chiếc phong bì vừa được gửi đến sở ghi đích danh tên vị thám tử tài ba bên trong phong bì là một chiếc điện thoại màu hồng bên trong chiếc điện thoại là một tin nhắn năm tiếng bíp khó hiểu kèm theo một bức hình được gửi tới bức hình chụp chính căn nhà mà Holmes ở họ vội trở về số 221 b phố Baker thì thấy chém chệ giữa căn phòng là một đôi giày cũ đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông một người phụ nữ đang run rẩy đọc những lời nhắn mà cô nhận được trên máy nhắn tin quanh người cô đã được cài bom sẵn sàng nổ tung nếu cô không làm theo chỉ dẫn một tên tâm thần nào đó đã bày ra trò này nhằm đánh đố Sherlock Holmes nếu sau 12 tiếng vẫn chưa giải được câu đố thì quả bom sẽ phát nổ đúng như một thám tử chân chính thứ mà Holmes quan tâm lúc này chắc chắn không phải là tính mạng người phụ nữ kia mà là câu đố đôi giày cũ kia ám chỉ điều gì từ đôi giày anh biết nó là của một đứa trẻ to lớn lớp đất dưới đế giày được thu thập ở ngoại ô London nó có tuổi đời ít nhất là 20 năm Holmes chợt nhớ ra một vụ án từ cách đây rất lâu, một vụ án mà chiếc giày của nạn nhân biến mất. Thông qua một vài xét nghiệm với đôi giày, Holmes kết luận đôi giày kia chính là của cậu bé năm đó và điều quan trọng hơn là nhờ vào đôi giày này, kết cục của vụ án sẽ đi theo một hướng khác. Cậu bé đã bị giết bởi một chất kịch độc trong chiếc giày, chứ không phải là vì chết đuối như cảnh sát kết luận. Holmes đăng một bài lên diễn đàn, thông báo anh đã tìm ra câu trả lời, chiếc điện thoại màu hồng reo lên báo với Holmes rằng anh đã hoàn thành thử thách đầu tiên, người phụ nữ đã được cứu sống. Trở lại vụ án mà Mycroft nhờ điều tra thì Watson đã đứng ra nhận trọng trách, tự mình đi thu thập dữ liệu, tự mình tìm câu trả lời. Người đàn ông bị giết hại không có dấu hiệu của việc lên tàu, không có vé tàu, thẻ tín dụng cũng không được sử dụng. Vậy thì tại sao anh ta lại có thể ngã từ trên tàu xuống và nằm ở đường dây? Vụ án này thực sự không hề đơn giản và nó lại còn liên quan đến bí mật quốc gia. Quay trở lại với Holmes, thì chiếc điện thoại màu hồng lại reo lần này là bốn tiếng bíp cùng hình ảnh một chiếc xe được gửi tới và dĩ nhiên là có một nạn nhân nữa bị gài bom lần này holmes chỉ có 8 tiếng để tìm lời giải chiếc xe nhanh chóng được tìm ra đó là một chiếc xe thuê người thuê tên là ian mongford bên trong chiếc xe dính khá là nhiều máu nhiều khả năng là máu của anh ta bà vợ của anh ta có mặt tại hiện trường khóc lóc các thứ nhưng holmes dùng vài đòn tâm lý là đã biết ngay là bà này khóc giả anh cùng bác sĩ Watson bèn thử đến chỗ công ty cho thuê xe và phát hiện thêm một người nói dối, chính là ông chủ của hãng cho thuê xe này. Sherlock Holmes nhanh chóng bóc trần luôn Montfort cùng với cả công ty này đã giản dựng mọi chuyện Vốn là công ty này có một dịch vụ đặc biệt đó là giúp khách hàng của mình có một cuộc đời mới ở nước ngoài Holmes đoán ra được là nhờ chỗ máu còn sót lại trên xe Máu này là máu đã được làm đông lạnh từ trước Chứng tỏ là hiện trường được làm giả Lý do duy nhất mà một nhân viên ngân hàng như là Mongford tìm đến cái chương trình này chỉ có thể là vỡ nợ. Công ty này sẽ giúp anh ta làm giảm một vụ tai nạn, sau đó thông đồng với vợ của Mongford lấy tiền bảo hiểm. Một phi vụ đầy những kẽ hở được Holmes phá như một hạt rẻ. Nhiệm vụ còn lại thì thuộc về cảnh sát. Thế là một nạn nhân bị cái bom nữa đã được giải cứu. Nhưng mà đó chưa phải là kết thúc. Ba tiếng bíp lại được gửi tới. Kèm theo đó là hình ảnh một người phụ nữ bác sĩ watson phát hiện ra cô ta là một người nổi tiếng trên sóng truyền hình vừa mới mất gần đây vì bị uốn ván vụ lần này còn dễ hơn thủ phạm là em trai cô ta động cơ đơn giản là để trả thù những trò bắt nạt trên sóng truyền hình khá là dễ để nhận ra bởi vì tin đồn có đầy trên mạng nguyên nhân tử vong thực sự là do bị tiêm quá liều botox chứ không phải là chết do uốn ván tuy nhiên lần này nạn nhân bị gái bom lại mắc sai lầm đó là một bà cụ lầm cẩm Bà cụ đã không nghe theo Cứ thế mà miêu tả giọng nói của kẻ gài bom Thế là bùm 12 người thiệt mạng từ vụ nổ Bây giờ thì đã có thương vong Kẻ đứng sau sẽ phải trả giá Một lúc sau Một hình ảnh nữa được gửi đến cùng với hai tiếng bíp Chụp một góc của sông Thames Ở đây Xác một người đàn ông được tìm thấy Nước sông đã phá hủy hầu hết dữ liệu Nhưng có một điều mà Holmes chắc chắn Đó là bức tranh vơ ở viện bảo tàng là giả Ôi không Tôi vừa bỏ lỡ chi tiết gì ư? Thanh tra Lestrade và Watson tự hỏi holmes lúc này mới bình tĩnh giải thích người đàn ông này đã bị giết bởi một trong những tay sát thủ xuất sắc nhất thế giới dấu hiệu trên người ông ta cho thấy ông ta là một bảo vệ cuốn vé trong túi quần chứng tỏ ông ta làm ở bảo tàng nơi đang diễn ra triển lãm lễ công bố những kiệt tác tái phát hiện vậy tại sao lại có người bỏ tiền thuê sát thủ hàng đầu chỉ để ám sát một bảo vệ chắc chắn là vì người đàn ông này biết được bí mật về những bức tranh chúng là giả bravo vậy là holmes cùng với watson kéo đến bảo tàng nhưng có một việc mà họ phải làm ngay lúc này đó là tìm tung tích của tên sát thủ được thuê kia trong lúc holmes tới viện bảo tàng bác sĩ watson sẽ tới nhà của người bảo vệ kia tìm thêm manh mối một người đàn ông tốt bụng có niềm đam mê với thiên văn học không có thông tin gì nhiều tên sát thủ sau đó cũng lộ diện hắn nhận thêm một vụ ám sát một giáo sư ngành thiên văn học holmes và watson đối đầu trực diện cả hai hoàn toàn không phải đối thủ của hắn nên đành phải để tên sát thủ chạy thoát nhưng mà quan trọng hơn là gì biết không là phải chứng minh bức tranh kia là giả để giải cứu nạn nhân tiếp theo tại sao một người không quan tâm đến nghệ thuật như là ông bảo vệ lại dễ dàng phát hiện ra là nó pha ké thời gian 12 tiếng chỉ còn có 10 giây nhưng mà holmes thì vẫn luôn gọi deadline là con bí của mình anh đưa ra câu trả lời sao băng van buren trong bức tranh ngôi sao này mãi đến năm 1858 mới xuất hiện thì làm sao nó lại có mặt trong bức tranh được vẽ từ những năm 1640 ông bảo vệ vốn nghiện thiên văn nên đã phát hiện ra điều này và thế là ông bị giết để bịt đầu mối tin vui là đứa trẻ bị gắn bom đã được cứu tin buồn là kẻ đứng đầu vụ này vẫn là một bí ẩn từ lời khai của bà giám đốc bảo tàng thì bà được giúp đỡ bởi moriarty trở lại với vụ của mycroft cuối cùng thì watson bắt đầu tìm ra được cái gì đó tại sao cái xác lại nằm ở ngay đường tàu đây đơn thuần là một vụ giết người được giàn dựng holmes và watson ngay lập tức đột nhập nhà nạn nhân và bắt gặp luôn hung thủ chính là anh vợ tương lai của nạn nhân cũng chính là người trộm thẻ nhớ không còn gì để chối cãi hắn đành cúi đầu nhận tội khai rằng cái chết của joe nằm ngoài dự kiến hắn chỉ đơn giản là muốn lấy cái thẻ nhớ nhưng mà tranh cãi đã nổ ra joe bị ngã cầu thang và đó thuần túy là ngộ sát nhưng do quá hoảng loạn hắn đã ngụy tạo đó thành một vụ tai nạn trên đường tàu vụ án được giải quyết nhưng còn moriarty thì sao kể từ khi vụ án cuối cùng được giải quyết thì chưa có thêm một cú điện thoại nào từ hắn cả holmes bèn quyết định lần này sẽ nhắn tin trước hẹn gặp hắn tại bể bơi và lần này người bị gài bom là bác sĩ watson moriarty giờ lộ diện hắn tự nhận mình là cố vấn tội phạm tức là phiên bản đối nghịch với cả thám tử cố vấn lần này không chỉ gài bom hắn còn bố trí cả một đội bắn tỉa thế là mọi người chĩa súng vào lẫn nhau nhưng mục đích mà moriarty tới đây không chỉ để chào hỏi mà còn là vì bản vẽ tối mật của chính phủ, thứ mà Microsoft nhờ Holmes tìm giúp. Moriarty rời đi sau khi đã đạt được mục đích. Holmes vừa lật đặt gỡ cái áo gắn bom của người Watson và vứt nó ra xa thì Moriarty quay trở lại. Anh bèn giơ súng lên hướng về phía quả bom, liệu anh có quyết định nổ súng? Câu trả lời sẽ có trong video tiếp theo được công chiếu vào thứ bảy tuần sau. Hoặc không.